Các trường tư nhân nó mới đi sau á,
nó về lâu dài mà nó cũng đang bị luật đồ ép nhiều á, xã hội cũng đang bị lợi dụng. Nhưng mà về lâu về dài thì những trường hàng đầu của Việt Nam vẫn là những trường gian lập, chứ những trường cao lập sẽ không đáp ứng những cái tiêu chí các bạn được không? Về cơ chế lương, về cơ chế quản lý, về cơ chế điều hành, cũng như về cơ chế update trên ngành nghề mới, rồi là cái bên nhà nước là nó rườm rà, nó xin, nó cầu kè lắm. Các bạn có điều ra nào? À, thì lúc đó nhà nước như các nước ở nước ngoài, nhà nước để phục vụ rút xuống đào tạo cho những cái ngành nghề gì? À, ví dụ ngành xã hội nhân văn, ngành lịch sử, gì? Mấy ngành mà nó không hấp rau xả xã hội thì cái nhà nước mới cần đổ cân với ra để phát triển những cái ngành đó. Các bạn có hình dung ra được không? À, còn những cái ngành mà thờ thượng là phải giao cho dân dân làm nó làm đó. Đất nước mình thì nó ngược lại. Ok. À, vậy muốn ra cái nhà được người chủ phải giỏi về chứ. Sale and marketing. Nếu bạn không giỏi sale marketing, bạn phải đi làm việc cho người khác. Chứ bạn đâu có khả năng đâu. Ok. Em cũng ra, em có ngành xây dựng, em giỏi về xây dựng. Nhưng em không có khá khách hàng thì bắt buộc mình không có làm thì bắt buộc mình phải xin vào cái công ty xây dựng kia làm. Tại sao mình làm cho công ty xây dựng đó? Bởi vì cái công ty đó nó giỏi sale tin, nó có khách hàng nhiều. Nên mình muốn chui vô mình làm chuyên môn cho nó, có phải như vậy không? Có phải như vậy không bạn? Người làm chủ là phải giỏi sale em. Marketing, và họ giỏi cái gì nữa? Họ rất giỏi trong việc xây dựng hệ thống. À, ví dụ như cái để tổ chức ra được cái lớp học này thì mình có đội ngũ nhân viên của mình, nó marketing, nó tiếp thị, nó đưa đây, cái đó gọi là hệ thống. Nó phải xem marketing này, mà có là xem marketing thì có nhân viên nó làm, có sự theo dõi lịch trình lên, các bạn thấy không? Hóa đơn chứng từ đồ, các bạn thấy không? Cái đó gọi là gì? Một phần của hệ thống. Chúng ta có một phút chia sẻ với người bên cạnh. Bạn có bố cái chuyện bàn này chưa? Ok, chúng ta có một phút chia sẻ. Ok, bắt đầu.